phân ứng ấp quà tặng sao bên bình đám quyền gần tận tình kiên giang nay về thấy nó tài hương thật khói hương nghi có chứng minh sàn sóng sàn thương hồng chưa thấy tan thôi anh đồng nhìn đón bắt quê giáng linh thường bước chỗ thanh nhàn thành tâm lễ thượng thân còn biết gì con xa hay xa cảm ơn. Bình thân lễ hương linh lễ tam bái bình thân giai quỳ mẹ ơi cố cầu trần xây dần qua ngang kiếp hồ xanh tổ ta mây hồi người đời có biết dân ngôi thân này tí có rồi hoàng công chim bao thảy gớt lá lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn bã thế đi hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi khi nào mẹ đứng ngồi bây giờ thiếm thiếp như trời cây khô khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài khi nào mẹ lượt giấc trầm cài bây giờ gửi xác ra đồng gò quan khi nào lướt giấc trầm cài khi giờ gửi xác ra đồng gò quan khi nào cháu ngọc chúa hoàng bây giờ mổ đấm xương tàn lạnh tâm khi nào mắt đẹp mài xanh bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu khi nào lên gác xuống lầu bây giờ mổ đấm có sầu xanh xanh kia nào lẹt lẹt quanh bây giờ một trận tan thành giọt mưa kia nào ngỡ lọc xe lừa bây giờ trắng nước mấy đứa mơ màng kia nào ra trước vào màng bây giờ nhà cửa sớm làng cách xa kia nào mẹ cha bây giờ bóng núi bước xa muôn trùng kia nào vợ chồng bây giờ chẳng biết còn máu chi tròn kia nào cháu con bây giờ hai ngả nước non xa vời kia nào cốt nhục dẻm mười bây giờ lá héo còn máu tươi gì kia nào bản hố xâm dày bây giờ chén rượu cuộc thì vẫn thiêu cái thân như tết bóng chiều như chầm nước bo bập phiều ngoài khơi xưa ông bạch tàu sống đời 800 tuổi thọ nay còn nữa đâu xa mà đến bậc công hầu giàu mà đến lúc bấy lâu thanh sùng nghèo mà đói khát lạnh lùng khổ mà tóc cháy da phòng trần ai vừa du sớm tối một mai giàu sang cùng thoát xa xào cùng vong không á minh tài chỉ anh hùng ngu si dại dốt cũng chung một gò biến trần nhiều nỗi gáy go mau nhẹ gót qua bờ sóng mê sự đời nên chán nên chê tầm nơi giải thoát mà về mới khôn dòng hồn ơi hỡi dòng hồn cuộc đời nay biến nay còn tỉnh chưa tình rồi giấc mối say xưa sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về hồn về cực lạc nước kia cho xa quý mà lìa kiếp ma nhờ ơn đứa Phật Di Đà bóng ra một món hào quang trói loạn trong khi tiếp dẫn rõ ràng giấc hồn cá cõi sáu đường nghiệp nhân Quán Âm Bồ Tát vui bằng tay cầm nhìn liễu tay bưng kim đài với cùng thế chí các ngài cũng đều phiến tinh lên ái xem hoàng có bảo các có
tràn vang, có mùi hương là có đàn ngọc say, có trời có cõi chi kỳ, có đàn có trống rước đi một đường, rước về đến cõi Tây Phương, có áo tất bảo, có hương ngũ phần lúa ly, có đất sáng ngần mà ni, có nước trong ngần trái quanh thằng chân, có bãi lớp thành bãi hàng cây báo bay dành lưỡi trâu, có ngân cát có kim lầu, có chim nói vác nhiễm màu dễ nghe, nghe rồi tỏ ra bồ đề, bao nhiêu nghĩa chướng hồn mê dứt liền, đã xanh về chính phẩm sen, mấy viên cũ sai mấy viên cũ tròn, Phật như thế mẹ tìm con ngó mà gặp mẹ lại càng lo chi, đại hoàng đại báo thiếu gì ăn thì con ngọc mặt thì áo châu, không ăn không quán không sầu không già không chết có đâu lưng hồi, từ nay duyên nghiệp sẵn rồi an vui tự tại sống đời vô sanh, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Nam nữ tử tôn thành tẩm lễ linh lễ tam bái. Và một lần nữa kính thưa toàn thể gia đình Tam Nguyên và kính thưa toàn thể cô chú bác và anh chị em đã có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Trong giờ phút này em cháu cùng đến trình rượu mai táng chạy hòm Quỳnh Mười trước cùng để đến đây chia buồn đau thương máu gia đình Tam Nguyên, và sau đó cháu cũng được chấp thuận gia đình Tam Nguyên em cháu sẽ đến đây làm lớp tổng quan phò linh cụ của bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Và trước khi em cháu bước vào làm lễ động quan thì em cháu cũng thông báo trong giờ phút này bà con bác và các anh chị em nào có mặt trong buổi tang lễ của cụ bà Phạm Thị Lệ thì bước vào lưng sàn thắp một nén hương tỏ lòng thành kính để đưa vong linh người phước về nơi an nghỉ cuối cùng. Và chỉ còn chút lát nữa thôi thì em cháu cùng bước vào lên trên làm lớp động quan, đó là khám quan và một lần nữa em cháu cũng xin thông báo toàn thể quý vị nằm trong phạm vi là anh em cô cậu, anh em chú bác, anh em bạn chị và các chị các anh có mặt ở trong buổi tang lễ của bà Phạm Thị Lệ thì vào phút này bà con cô bác và các chị em chúng ta nhín lại thời gian bước vào lưng sàn để thắp một nén hương tỏ lòng thành kính để đưa vong linh người em, người chị của chúng ta, người cô của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng.